khảo sát cho thấy hiện nay, mặt bằng giá đất tại thị xã Tân Uyên đã tăng khoảng 30% so với cuối năm 2017. Tuy nhiên, dòng tiền đầu tư vẫn đang tiếp tục đổ về đây tìm kiếm cơ hội, nhất là đối với bất động sản gắn liền với các khu công nghiệp. Hiện nay, các khu công nghiệp trên địa bàn đã được lấp đầy, thu hút hàng ngàn chuyên gia, doanh nhân và người lao động khắp nơi đến làm việc, sinh sống. Song song với lĩnh vực công nghiệp, Tân Uyên còn đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ và bất động sản. Đặc biệt, ngay sau khi được công nhận là đô thị loại 3 vào đầu tháng 11 vừa qua, thị xã Tân Uyên đã tăng cường đầu tư vào thương mại, dịch vụ nhằm phát triển toàn diện hơn nữa. Sự kiện này đã khiến cho thị trường bất động sản Tân Uyên trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư. Theo các chuyên gia bất động sản, xu hướng các doanh nghiệp ly tâm về vùng ven sẽ tiếp tục bùng nổ trong năm 2019. Trong đó, những khu vực có quỹ đất rộng lớn, kết nối vùng thuận lợi như Bình Dương nói chung, Tân Uyên nói riêng sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn nữa.